Cái bao da cho chìa khóa xe ô tô, cái móc chìa khóa cho chìa khóa xe ô tô. Và đây là một bộ combo từ phần da cá. Da cá này là da cá bạch tạng. Và da cá này Hermès cũng đang sử dụng. Da cá này thì khách hàng yêu cầu người lân chọn sử dụng vào cái bao da này là phải da của Hermès, da cá bạch tạng. Tất nhiên sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, màu đen, màu hồng, màu trắng, màu đỏ vân vân, bởi vì những nhà thuộc da nổi tiếng trên thế giới này thuộc rất nhiều màu da, thậm chí là thuộc những da độc quyền theo yêu cầu của mình luôn. Vì vậy khi mà quý khách làm những chiếc bao da này thì hãy liên hệ với Kỳ Lân, và Kỳ Lân sẽ là người gửi cho quý khách những con cá, những da cá, và quý khách chọn màu sắc da từ nhà thuộc da nào và màu sắc gì cho hợp với mình nhất, phục vụ sở thích mình, phục vụ cảm xúc của mình nhất, hoặc là mình tạo ra những sản phẩm đúng ý của người thân yêu mình để mình tặng trao cho những người thương yêu trân quý trong cuộc đời đó sự tuyệt vời nhất về sở thích cảm xúc. Còn đây là cái móc chìa khóa. Móc chìa khóa này được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750, chuẩn vàng nguyên khối AU750, không bọt, không xốp và hội ngoại, với ánh hồng ruggold tạo nên sự đẹp sáng sang giá trị trên chiếc chìa khóa xe. Từ bên ngoài, phần bọc cho chìa khóa là da cá. Sau khi ráp lại và sử dụng đúng công năng là bao da bảo vệ cho chìa khóa và là trang trí đẹp thời trang. Móc chìa khóa là để móc vào chỗ lưng quần, ngay chỗ gai thắt lưng, và đồng thời cầm để cho tiện trong quá trình cầm di chuyển. Nên là một combo hoàn hảo. Một công đoạn cuối cùng cho chiếc bao da này để hoàn thiện bàn giao đến khách hàng nữa, đó chính là làm nổi tên của vị khách hàng đó trên cái bao da này nữa, là hoàn tất final và bàn giao. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.